Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với FC Hoa Ngữ. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn 10 bộ phim cổ trang hay nhất năm 2024 mà bạn không nên bỏ lỡ. 1. Siêu phẩm cổ trang Mặc Vũ Vân Gian của Vương Tinh Việt và Ngô Cẩn Ngôn. 2. Bộ phim Trường Tường Tư phần 2 của Đặng Vi và Dương Tự. 3 giữ Phượng Hành với sự tham gia diễn chính của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân. Độ Hòa Niên của Trường Lăng Hách và Triệu Kỳ Mạch 5. Khánh Dư Liên phần 2 với sự tham gia diễn chính của Trường Nhược Quân và Lý Thấm 6. Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong với sự tham gia diễn chính của Hồ Minh Hạo 7. Bộ phim cổ trang Cầm Tú An Ninh, Trương Vãn Ý và Nhậm Mẫn 8, bộ phim cổ trang võ hiệp Thất Dạ Tuyết, Lý Thấm và Tăng thuần Hy. Xuân Hòa Diễm, Ngô Cẩn Ngôn và Lưu Học Nghĩa. 10, Liễu Chu Ký với sự tham gia diễn chính của Trường Vạn Ý và Vương Sở Nhiên. Để cập nhật những thông tin mới nhất, cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.